Dạ, xin chào tất cả các anh chị đã đến kênh Chủ Vườn Vlog ạ. Thì hôm nay thì mình ra một tiếp một cái video đó về kinh nghiệm nuôi tôm của mình, đó là với chủ đề là xử lý nước trong ao nuôi tôm trước khi thả tôm thẻ, là cách xử lý nước trong ao nuôi tôm trước khi thả thẻ nha các anh chị. Với chủ đề này á thì tôi chủ yếu là chia sẻ cho tất cả các anh chị về kinh nghiệm của tôi thôi, kinh nghiệm xử lý nước của tôi khi mà tôi trong quá trình tôi nuôi tôm. Thì không nói một cách dài dòng nữa thì chúng ta bắt đầu vào nội dung về xử lý nước trong ao nuôi tôm trước khi thả tôm thẻ nha anh chị. Về nội dung đầu tiên á, thì vì sao mà chúng ta phải xử lý nước trước khi thả tôm thẻ? Chúng ta phải đặt câu hỏi vì sao mà chúng ta phải xử lý nước. Về thứ nhất á, là chúng ta là bỏ những tạp chất trong ao nuôi tôm. Khi mà chúng ta lấy nước hay sao đó là có nhiều là tạp chất như là cá con ốc, là những mầm bệnh từ các nguồn nước ở ngoài khi mà chúng ta lấy nước vô đó, thì chúng ta phải xử lý nó để cho tôm chúng ta an toàn. Về vấn đề thứ hai nữa là nhằm tạo môi trường tốt cho tôm, như là xử lý nước hay độ pH tôm hay độ kiềm, diệt rong đáy cho ao nuôi tôm trước khi thả tôm thẻ. Cái đó là vấn đề thứ hai là chúng ta cần lưu ý, tại vì khi mà chúng ta lấy nước vô là những cái này đó là nó chưa có, hay là độ pH quá cao nè, hay là độ kiềm nó quá cao hay quá thấp đó, thì trong khi quá trình mình lấy nước vô thì bắt đầu nó nảy sinh ra là ra rong đáy nè, hay là nó tảo nó lên quá nhiều. Khi mà chúng ta bắt đầu tôm vô thì tảo bắt đầu giai đoạn cuối nó sẽ chết tảo, thì nó tạo ra khí độc đó. Vì vậy chúng ta cần phải xử lý nước trước khi thả tôm thẻ. Về vấn đề thứ ba nữa là ngoài xử lý nước trong ao nuôi tôm thì các anh chị còn xử lý nước cho ao lắng của mình. Ao lắng của mình thì khi mà để làm gì? Để khi cần cung cấp nước hay thay nước cho ao nuôi tôm đó. Thì cái ba vấn đề này là chúng ta cần phải xử lý nước trước khi thả tôm thẻ. Chúng ta phải có 3 điều kiện trên. Về vấn đề thứ hai nữa là cải tạo ao trước khi lấy nước vào. Là cải tạo ao á, là cái này là cải tạo ao á, là chúng ta là chưa khi là cải tạo là khi còn khô nha anh chị, là chưa có lấy nước vào đó. Về thứ nhất á, là việc dọn tẩy lớp bùn đáy ở trong ao nuôi bán thâm canh hay thâm canh gì đó, có thể được thực hiện bằng một cách là có thể là tẩy khô hay là dọn tẩy ướt, là chúng ta sử dụng máy cào hay gì đó, hay là chúng ta có thể dùng máy ủi giấy một lớp sình hay là một lớp bùn á. Lúc chơi mấy vụ nuôi trước chúng ta chưa có cải tạo đó, chúng ta cải tạo hết, chúng ta đẩy cái đó loại bỏ hết, và chúng ta đẩy bỏ hết cái đó rồi sau đó là chúng ta thực hiện bằng cách khác, bằng như dạng là bón vô hay sao. Cái đó là về việc đầu tiên là chúng ta tẩy lớp bùn trong cái đáy ao nuôi nha. Về vấn đề thứ hai mà sau khi dọn các sạch chất thải cho ao, khi mà tẩy các loại bùn ra thì chúng ta có thể rửa trôi, chúng ta lấy nước vô để rửa trôi tất cả các phèn hay là đáy ao để tạo thành ao, rửa trôi hết, ta lấy nước vô một lần hai lần gì đó, ta lấy vô ta xả. Khi mà lượng nước này nên để qua đêm thì cái độ kiềm và pH trong nước thì kiểm tra độ pH trước khi ta tháo cạn, để coi, để ta canh thử coi cái bây giờ độ pH hay độ kiềm nó như thế nào. Thì trong quá trình này có thể lặp lại đi nhiều lần cho khi tới khi độ pH nó ổn định đó. Thì khi mà chúng ta đo thử cái độ pH của đất đó, nó ổn định rồi, chúng ta bắt đầu bón vôi để thực hiện lần sau, để tháo rửa cuối cùng, để tháo rửa cái lớp phèn. Tại vì khi mình tẩy lớp bùn đi thì thường nó có thể là ở vùng đất phèn hay đất mặn nha, đất phèn á nó ưa xì phèn lên, thì chúng ta hơi cái bỏ công một tí để thay nước ra vô để cho tốt cho tôm mình. Những cái loại vôi đây gọi là vôi đá đó anh chị. Mấy anh chị chú ý vấn đề đó ha. Rồi sau khi bón vôi xong, nếu điều kiện cho phép nữa thì chúng ta tiếp tục phơi đáy ao vài ngày thôi, cho nó gáo mặt đáy ao, và trước khi tiến hành chuẩn bị lấy nước để thả tôm. Thì tôi muốn chia sẻ cái vấn đề này các anh chị á,
Các anh chị phơi đáy ao á, ha, cái này nè, cái hình đầu tiên á, chúng ta phơi đáy ao rồi chúng ta cạy vừa rồi, rồi bắt đầu chúng ta bón vôi. À, cái thứ hai nữa là cái hình thứ hai á, đó là chúng ta cạo lớp đất trong ao nuôi. Thì khi mà nuôi thì nó có sẽ lớp bùn, để bắt đầu tiến hành cạo cạo lớp đất đó ra. Mà trong khi ta phơi đất á, đã chúng ta không để cho nó chỉ là hơi nứt nhẹ thôi, như dấu chân chim thôi, nó hơi khô chân chim thôi, chứ đừng có phơi tới nứt nẻ đâu các anh chị. Phơi nứt nẻ là chúng ta nguy hiểm lắm, nó dễ xì phèn lắm và độ pH nó cũng cao nữa, nên là các anh chị lưu ý nha. Vấn đề thứ ba là lấy nước vào ao. Hồi nãy chúng ta là cải tạo khi nó chưa lấy nước, bây giờ chúng ta lấy nước vào ao nuôi tôm và chúng ta cải tạo nước. Thứ nhất về vấn đề đầu tiên trong về việc lấy nước ao nuôi á, là đầu tiên như hết là chúng ta diệt tạp chất. Cái diệt tạp chất thứ nhất á, là nước á, cần được bơm qua túi lọc. Khi mà chúng ta lấy nước vô á, nước cần bơm qua túi lọc vải KT hay là các loại vải nào đó để loại bỏ những cái dịch hại hay là những con vật có hại cho tôm đi vào ao tôm. Và sinh vật cạnh tranh hoặc trung gian là mầm bệnh như là cua, còng, tôm tép mà ở ngoài sông á, đi vô. Thứ nhất là cần xác định độ mặn. Thứ hai nữa chúng ta cần xác định độ mặn để báo báo cho trại tôm giống trước khi sử dụng thuần tôm bót mà nếu cần. Trước khi mà chúng ta lấy nước vô, chúng ta coi độ mặn nó như thế nào để mà chúng ta đặt ở nơi trại giống á, sẽ đưa chúng ta để họ hạ độ mặn hay sao đó. Rồi về vấn đề thứ hai nữa là chúng ta chạy quạt liên tục trong 3 ngày để trứng cá và giáp xác nở cho nó hết. Tại vì khi mà chúng ta lấy nước vô là chúng ta bắt quạt chạy liên tục nha anh chị, cả 2-3 ngày vậy đi, chạy liên tục. Thì có thể là chúng ta chạy làm chi, nó cho kích thích do nó trứng của cá hay của ốc cho nó nở ra nhanh chóng, rồi sau đó chúng ta mới bắt đầu đó, nó nở ra hết rồi tiếp đó chúng ta dùng rễ cây, thuốc cá hoặc các loại hóa chất để diệt cá đó. Là cái anh chị này là chúng ta là chủ yếu là mua các loại hóa chất hay là thuốc diệt cá hay là diệt ốc gì đó, thì chúng ta theo mà chuyên dùng của nhà hướng dẫn sản xuất nha. Bán trên thị trường á, thì chúng ta bắt đầu mua về chúng ta diệt cá và diệt ốc. Thường là chúng ta nên là đánh diệt ốc với hến là nhiều, cá cũng là chúng ta diệt cá diệt ốc với mấy con hến nha anh chị, mấy cái loại đó rất là nguy hiểm. Thứ tư là để xử lý ốc đinh hoặc rong đáy, thì chúng ta lấy nước vô là chúng ta lúc nào cũng phải ngừa để cho nó rong, có cho nó đừng có phát triển rong trong quá trình nuôi, thì chúng ta dùng xung phát đồng là COSO4 với nồng độ xử lý là 2-3 ppm hay các loại thuốc diệt rong rong không có ô nha anh chị. Và thuốc diệt ốc đinh thì chúng ta đi ra chỗ nơi mà buôn bán các loại thuốc thủy hải sản đó thì các anh chị hỏi là cái nào chị ốc đinh hay là diệt hến hay là diệt rong đó, là thì họ sẽ lấy sản phẩm đó cho các anh chị và các anh chị về tạc thôi. Cái đó là vấn đề đầu tiên, đó chính là diệt tạp chất. Về vấn đề thứ hai nó chính là diệt khuẩn. Thì sau 2 ngày chúng ta diệt tạp chất á, diệt cá con hay là ốc đinh hến đó, rong đó, thì sau 2 ngày diệt tạp rồi thì bắt đầu tiến hành diệt khuẩn để loại trừ mầm bệnh có ở trong ao. Thì chúng ta khi mà chúng ta lấy nước ở từ ngoài vô đó, bắt đầu chúng ta có các nguồn bệnh như là bệnh đốm, bệnh phân cho bệnh đốm trắng nè, rồi bắt đầu chúng ta diệt các loại virus bằng cái như là các sản phẩm như là chlorine, SDK, BKC đó, bất kỳ các sản phẩm như là đó như mình để trên slide đó là chính là SDK diệt khuẩn, liều lượng dùng là từ 4 lít đến 1.000 mét khối nước, hay dùng BKC. Thuốc này chúng ta có thể để diệt khuẩn rất là hữu hiệu nha anh chị.
diệt khuẩn tảo lam luôn đó. Cái thuốc này BKC đó là tôi khuyên các bạn nên sử dụng BKC, tại vì cái này nó diệt các loại khuẩn khá là quẹo đa năng hơn. Cái đó là vấn đề về diệt khuẩn. Vấn đề thứ ba nữa là xử lý kim loại nặng khi chúng ta lấy vào đã diệt một ha, các anh chị nhớ là diệt tạp chất là cá con, thứ hai nữa là diệt khuẩn là diệt virus hay là các tảo lam hay nấm gì đó khi mà chúng ta lấy nguồn nước vô. Và cái vấn đề thứ ba nữa là chúng ta không nên quên, đó là xử lý kim loại nặng. Cái vấn đề xử lý kim loại nặng này là khá là quan trọng. Là khi mà chúng ta lấy nước vô á, thường là xử lý kim loại nặng là chúng ta xử lý phèn nè, hay là như là sau đó chúng ta có nhiều sản phẩm để bán trên thị trường như là TSB, TSB 52 đều dùng từ 2 kg trên 1.000 m³, và hay là chúng ta sử dụng các men vi sinh từ 100 g, hay là các anh chị á, nói chung là đi ra nơi buôn bán á, buôn bán thuốc thị hải sản á, thì chúng ta hỏi các sản phẩm TSB 52 hay là DEP EDTA đó là dùng để khử phèn và kim loại nặng. Mình nếu mà mình phiên các bạn thì các bạn nên dùng EDTA. Nó xử lý phèn và kim loại nặng cũng khá là tốt, và vừa giá thành cũng hợp với túi tiền của những người nuôi tôm như mình, như dạng là nuôi tôm mà không phải là nuôi tôm kiểu dạng mà một cách công nghiệp quá đó. Là chúng ta nên là xử lý về kim loại nặng nha các anh chị. Vấn đề thứ ba rất là quan trọng đây, chúng ta phải gây màu nước nha anh chị. Vấn đề thứ ba là rất là quan trọng. Khi mà xử lý xong chân là chúng ta bắt đầu gây màu nước để bắt đầu triển khai bắt tôm về. Thì gây màu nước thì mình đây là có 2 cách để cho anh chị gây màu nước nha, 2 cách nha anh chị. Cách đầu tiên đó là cách bên từ cái anh chị nhìn vô là bên tay trái, đó là bằng cám ủ. Cám đây còn bao gồm là thành phần là cám gạo hay bột đậu nành, bột cá phối trộn với nhau tỷ lệ 2 2 1 là thí dụ đây cám 2, bột đậu nành 2, bột cá phối trộn vô là 1, và nấu chín ủ trong vòng 2 đến 3 ngày. Thì về các bước như thế này, thì đầu tiên từ lúc 7 giờ đến chúng ta làm là chúng ta bắt đầu thạc nha, từ lúc 7 giờ đến 8 giờ sáng chúng ta bón vôi đen hay gọi là dolonit hay là cái mấy loại vôi đó về nông nông nghiệp đó, liều lượng. Về ngày về thứ hai nữa là đầu tiên đó, ở thứ hai tới 9 giờ đến 10 giờ chưa bón cám ủ liều, bón bằng cám ủ đó là chúng ta tạt cái đó liều lượng từ 3 đến 4 kg trên 1.000 m³. Rồi vấn đề thứ ba nữa là khi mà bón xong cái đó là chúng ta xem độ trong của nó như đạt chưa. Nếu mà chưa đạt thì chúng ta thực hiện tiếp các quy trình trên đó, thực hiện tiếp cái điều kiện thứ nhất đầu tiên và cái thứ hai để cho nó đạt liên tục trong vòng 3 đến 5 ngày, để độ trong từ trong nước đạt từ 30 đến từ cách mặt nước trong từ 30 đến 40 cm là bắt đầu đục 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 dần là ok. Mà cái độ trong của nước này chúng tôi sẽ khuyến khích có 2 màu nước rất là tốt, thứ nhất là màu xanh vỏ đậu, thứ hai nữa là màu trà, màu nước trà màu nâu 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 á là ok. Về cách thứ hai nó chính về cách thứ hai để gây màu nước, nó chính là bằng mặt đường, cám gạo, men vi sinh. Mặt đường thì các anh chị đi ra mua mua ngoài nơi bán thuốc thủy hải sản thì nó bán khá là nhiều, thì chúng ta ủ đó, cái bên này thì hơi tốn tiền hơn. Thứ nhất là nó cũng đạt hiệu quả cũng là khá tốt. Thứ nhất là đầu tiên cũng là lúc 8 9 giờ chúng ta sáng chúng ta cũng tạt mấy cái chúng ta nấu rồi ủ đó trong vòng 3 ngày đó. Rồi sau thứ hai mình cái thứ hai nữa là mình góp ý cho các bạn nên bón phân DAP, nó sẽ gây ra màu nước. Thường cái DAP này nó tạo ra cho các bạn á, màu nước vỏ đậu là nhiều. Phân DAP mà chúng ta ưa dùng để trong bón phân nông nghiệp á, về cho lúa á, là chúng ta
bón cái đó xong rồi chúng ta đi khuấy động toàn ao. Đi chị là đi trong ao á, chị đạp lên cho đục lên, rồi chúng ta kết hợp với bón phân này vô, nó sẽ gây ra màu nước rất là hữu hiệu. Mình dùng rồi, mình nên mình chia sẻ cho các bạn, với mấy bạn nên dùng cách thứ hai. Rồi khi mà màu nước đã chuyển sang màu thảo, mà chuyển sang màu á, thì đạo khê thì tiến hành thả giống. Đó chính là màu thảo khê, khê nghĩa là màu xanh, xanh giở đậu đó anh chị. Lúc đó, đó là bắt đầu tiến hành thả giống. Đó, đây là ba vấn đề, là đây là những cái vấn đề mà mình chia sẻ mà xử lý nước trước khi thả tôm nha anh chị. Thì các anh chị để xem video của mình á, thấy có hay thì các anh chị đăng ký và like video. Thì mấy anh chị có cách nào mà xử lý nước trước khi thả tôm hay á, nhưng bằng hay và cái bằng kinh nghiệm của anh chị hay á và ngắn gọn hơn á, thì các anh chị cứ bình luận vào dưới video cho tôi, vào dưới video đó thì bắt đầu thì tôi sẽ học hỏi các anh chị, thì chúng ta cùng trao đổi. Thì video đến đây là hết nha anh chị. Chúc các anh chị có một ngày làm việc vui vẻ. Chào các anh chị. Dạ, xin chào tất cả các anh chị và các bạn thân mến. Thì đến kênh Chủ Vuông Vlog, thì hôm nay tôi tiếp tục ra một cái video về chia sẻ về kinh nghiệm nuôi tôm của tôi. Thì các anh chị thì xem video của tôi thì thấy có hay, thì các anh chị cho tôi xin một đăng ký kênh, một cái đăng ký kênh hoặc like video. Thì trong khi quá trình xem video thì các anh chị có biện pháp hay là kinh nghiệm của mình về nuôi tôm thì các anh chị thì cứ bình luận ở dưới video đó, dưới cái video đó cho tôi về để tôi trao đổi với các anh chị về kinh nghiệm nuôi tôm. Thì mong anh chị xem video vui vẻ.